chào tất cả các bạn, Thu Thủy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy HC. Các bạn thân mến, khi xã hội hiện tại ngày càng trở nên bận rộn, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng tích trữ nhiều thực phẩm trong một lần mua sắm để tiết kiệm thời gian. Vì vậy, tủ lạnh size by size trở thành một sự lựa chọn lý tưởng nhờ dung tích lớn, thiết kế đẹp mắt, sang trọng. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một mẫu tủ lạnh size by size của hãng Hitachi. Có tên model sản phẩm là RFM800AGPGV4X. Vâng, như các bạn cũng đã thấy, ấn tượng đầu tiên khi chúng ta nhìn vào chiếc tủ đó chính là sự sang trọng và đẳng cấp, với thiết kế mặt gương vân kim cương đổi màu tùy theo hướng nhìn. Tủ có dung tích lớn lên tới 584 lít, được chia thành 3 ngăn riêng biệt, được sản xuất tại Thái Lan, phù hợp với những gia đình có đông thành viên và những gia đình có nhu cầu tích trữ thực phẩm nhiều. Tủ sử dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp máy vận hành êm ái, bền bỉ. Cùng với đó là hệ thống quạt kép giúp hạn chế lẫn mùi, phân bổ luồng khí lạnh hợp lý để làm lạnh nhanh. Trên tủ Hitachi cao cấp này còn được thiết kế cửa mở tự động. Trên cánh cửa sẽ có nút chạm cảm ứng, các bạn chỉ cần chạm và lướt nhẹ, cánh tủ sẽ tự động mở ra, tạo lên cho người sử dụng một sự tiện nghi và hiện đại. Đặc biệt, tủ có cảm biến nhiệt Eco bằng điều khiển cảm ứng sẽ sáng lên khi bạn tới gần và tắt đi khi không có nhu cầu sử dụng, giúp tiết kiệm điện năng tối ưu cho gia đình bạn. Tủ có hệ thống làm đá tự động với chức năng lấy nước mát, đá nhỏ và đá to ở bên ngoài, rất là tiện lợi, tránh trường hợp cây mở tủ nhiều làm thất thoát nhiệt năng. Chiếc tủ được chia thành 3 ngăn riêng biệt, giúp hạn chế lẫn mùi, đặc biệt là ngăn rau củ quả độc lập, có chế độ bù ẩm lên tới 92%, giúp cho thực phẩm của chúng ta luôn tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Các khay kính cường lực chịu lực lên tới 100kg, đảm bảo đem lại sự an toàn cho chúng ta khi sử dụng, ngay cả khi tủ chứa rất nhiều đồ. Chiếc tủ này không chỉ giúp chúng ta bảo quản thực phẩm một cách tươi ngon, giàu chất dinh dưỡng, mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình chúng ta nhờ màng lọc kháng khuẩn Lalo Titalium. Màng lọc này sẽ giúp loại bỏ các vi khuẩn, lấm mốc, trả lại môi trường trong lành, sạch sẽ bên trong tủ. Trên đây, Thu Thủy đã lên một số tính năng của chiếc tủ lạnh side by side Hitachi RFM800AGPGV4X, sản phẩm có bán tại các hệ thống siêu thị điện máy HC với mức giá rất hấp dẫn. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.